Cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong 24 giờ vừa qua, diễn biến mới nhất liên quan đến vụ động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đó là tính đến sáng ngày 20 tháng 2, số người thiệt mạng trong trận động đất tại hai quốc gia đã lên đến con số là hơn 46.000 người. Tuy nhiên, người đứng đầu bộ phận giảm thiểu rủi ro của cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cơ quan này đã ghi nhận 6.040 dư chứng trong vòng 2 tuần vừa qua kể từ trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 6 tháng 2 hầu hết các dư chấn có độ lớn từ 3 đến 4 độ Richter, 436 dư chấn có độ lớn từ 4 đến 5 độ Richter, 40 dư chấn khác có độ lớn từ 5 đến 6 độ Richter và đặc biệt một dư chấn có độ lớn 6,6 độ Richter. Ông ohantata cho biết thêm, trong thời gian bình thường, đây là số trận động đất được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 tháng. Quan chức này nhận định, các dư chấn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài, thậm chí có thể đạt 5 độ Richter và do đó cảnh báo người dân tránh xa các tòa nhà bị hư hại. Cũng trong ngày 20 tháng 2, cơ quan quản lý thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh, ngoại trừ hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Karaman Maras và Hatay.